Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình đăng cái clip này lên là không có gì nhiều ngoài bị bệnh, ngứa tay ngứa chân, không có đi bắt cá được các bạn ơi. Thì mình có sẽ quay video về cá mình nuôi ở nhà với cá Lithia Live 75F nha các bạn. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, bệnh thuốc men hôm nay nè, giải độc gan, nên giờ mình sẽ quay cái cải cá còn bao nhiêu con cá cho các bạn xem nha. Mời các bạn theo dõi nha. Đây nè bạn, cá ở trong kệ nhà mình giờ thì nó cũng không có còn nhiều nè. Cá màu đó, màu là cá ăn phú bữa đi xúc chung với anh Ly đâu nè đó. Thì kệ còn mấy con cá mái thì mình để ở trước cái thùng mút này nè. Còn đây là vàng trên, vàng cá lộn xộn, cá đó thì cũng ăn phú đó. Còn có bao nhiêu con à? Đây nè, dưới này nữa nè. Mình lấy ra mà mấy con cá này mình chưa có thay nước. Còn có nhiêu đây cá à? Có con cá này bự nói chung rồi, thấy không? Cá ăn phú cái màu cũng đẹp. Đó. Nó bắt về tới giờ kiểu mình ít chăm sóc á, nên là nó còn hơi nhát. Đây, cá này thì ăn 3 độ rồi đó, cũng là cá trống, cá đồng luôn. Ở đây mình chơi cá đồng không à, thì mới vừa quay cái clip có ông anh lợi mua nè, mình chia lợi hết 5 con, mình lấy tiền xăng để mình đổ, mình lấy tiền xăng mình đổ để mình đi kiếm xúc cá thôi các bạn à. Còn cá này, cá này biệt đó, bự vậy đó, nhưng mà mình để riêng. Giờ xíu mình sẽ quay cho các bạn xem con cá của cậu mình đổ ra được mẻ cá lai nha. Đó. Giờ mình sẽ quay vô trong nhà nữa, dắt ở trong kia nữa. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây nè, đây là mấy cá độc không à. Cá này nuôi cũng lâu rồi nhưng mà mình chưa có đậy lại thì nó không có phùng nha. Vô mới thay nước hai bữa nay nên là cá nó có phùng, còn mẻ này là lập biến sớt ra bỏ chung luôn. Đó, cá ly đó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dưới đây dưới ở ngoài kia nữa, nó như đó đó. Cá trong này thì cũng có mấy con đã ăn rồi, nhưng mà không có, bữa thay nước thì không có che lại. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cá mình, ông cậu mình đổ nha. À, đang ngâm nước lá bàn sẵn nè, để xíu nữa cho nó vô ly nè. Đây là cái cải cá của mình nè, còn ông địa hiện tại ở trước, ở sau, ở trong này. Cá thì bữa giờ cũng có mấy anh em lợi hỏi thích nuôi cá đồng, rồi mình cũng nói chung là không phải là bán, kiểu là mình chia lại, người ta hỏi mình cho thì người ta nói thôi để người ta gửi tiền xăng lại cho mình để có đi xúc nữa thì đi bắt, nên là nguyên một vàng này thì mình cũng tiễn nó đi rồi. Còn ở trên này không à, cũng mấy con cá này thì mình cũng đã ăn hết mấy con rồi. Mấy con cá nước vàng là chưa có thay nước lâu quá, nó như mình giờ đi xa xa ra cá giờ nó sung lên rồi. Thấy không, nó có con bự đó, đó nó sùng, nó làm thấy mình lợi cái nó không có dè, mình xa xa cái là nó phùng ngoan liền đó. Đó. Đó, cá mình thì giờ còn có nhiêu đây à, chỉ có đi xúc thôi mà tại vì không có thời gian các bạn ơi. Vậy nè, đây là cái bèo nè, bèo mình ủ ở đây, cá mái mình để ở trong này nè. Đó, cá để trong này nè, thấy không, nhóc hết trơn vớt kìa. Tại cá mái nhiều quá mình đem để đây, ai có xin thì mình cho. Mái nhỏ vừa vừa cũng có nữa, nên giờ để đây thức ăn thì mình cho ăn, thức ăn hũ mà không có thời gian cho ăn, sợ nó nhảy nha, bỏ bèo vô nhiều vậy nè, con bèo tay voi nè. Đó, mình để cho bèo nó nở ra để nữa mình chiết.
Giờ mình sẽ đi quay tiếp tục. Nè bạn, cá của ông cậu mình nè, ổng đổ cá lại xiêm 75 á, thì nói chung nó quay mấy cá, trai đúng rồi. Cá nhiều lắm. Nó bạn thấy cá con không, là mình gõ thùng. Đó, cận cảnh nè. Trời ơi, thấy mấy cá trống nó bự bành bành không? Nhiều lắm nha, mẻ này mà nếu anh em nào mà cái này mình bán giùm cậu mình nha. Mẻ này mà có lớn mình sẽ quay tách bày ra, nếu anh em nào có muốn chơi cá đá gì thì liên hệ cho mình để mình chỉ để cậu mình không bán nha. Đó. Đây còn cá này thì bà chị bà chơi xong bà chán thì bà đưa cho ông cậu mình nuôi nè. Cá phướng. Giờ mình sẽ vô nhà quay mấy con cá chiến của ổng nha. Đây nè các bạn, đây là cá chiên về cá đá của cậu mình nè. Hai con này là nè, đưa tay vô phùng mang. Cá lại 75 á. Cá này ở dưới Hồng Ngự đem lên á, là con này, hai con này là ổng mua hai con này là 700 á nha. Anh em nào có thiện chí muốn chơi cá đá gì thì liên hệ, có gì cậu mình lấy cá giao cho anh em. Cái này là mình chỉ giùm thôi chứ mình cũng không có cái gì ở đây hết trơn nha các bạn. Nè. Còn con này thì con An Phú mình đem vô đây cho nó ấy thôi. Đó thấy không? Đó. Nhìn đẹp không? Còn hai bên đây là hai con cá mái đá nha. Thì cậu mình ép ra là cũng cá lai 75 nè. Với cá mái đá luôn nè. Đó. Rồi để đợi xíu. Đó, thì anh em nào có chờ thiện chí thì có gì liên hệ với mình nha. Kiếm mua cá đồng đó. Đây nè. Đây là anh em. Đây là cá, cũng là cá của ông cậu mình nữa nè. Đó, cá này mẹ Sim, cha Thái. Mang xanh á. Nên là nó cá cũng mấy tháng rồi cậu? Cũng tháng mấy rồi nè. Mẻ này cũng hơi viêm á. Đó, ổng nguyên cái tủ cá ổng ép ra đó. Nè, còn ở trên là cá kiển, thấy không? Dư là cá dưới này là cá mẹ Sim, cha Thái, mang xanh. Đó, bành bành hết trơn, cũng tháng mấy. Đây là tắm cho bé. Cái này là lai sim, sim xanh. Hả? Chưa. Ừ. Đây là cá chiến của cậu mình không à. Thấy không? Nhiều lắm nha. Cậu mình ổng chơi cá độc độc không à. Măng xanh rồi cá lai, cá thái, nó dài lại tới nặng luôn á. Tăng mà bán nhỏ hả vậy? Bên đây là cá ông cậu riêng bên khác hơn nhà bên kia. Đó. Còn trong đó là con kỳ đà, kỳ nhông gì đó. Bán luôn đó. Đó, con đó thì ổng đòi bán 1.000.000 gửi đó. Anh 2.000.000, 2.000.000 hả? 2.000.000 luôn, tính luôn cái lòng này kia. Anh em nào có thiện chí chơi con này gọi là cái gì? Kỳ đà hả? Dòng Nam Mỹ. À, dòng Nam Mỹ. Đó, cũng bự đó. Thì trước ông mua cũng có 2.000.000 đó. Thì giờ ông bán là 2.000.000 với tặng luôn cái lòng đó. Tại vì giờ không có chỗ nuôi chẹt quá các bạn ơi. Nhà cửa không có chỗ để, với nhà ông bán dừa nên là không có chỗ để. Anh em nào có thiện chí chơi thì liên hệ cho mình nha. Thì cái video mình cũng chỉ tới đây thôi các bạn ạ. Do không có cái gì quay thì ngoài cá của mình bán ở đây không à. Nên là cá mình nuôi ở đây không à. Nên là chỉ có nhiêu đó thôi. Thì khi nào mình đi quay clip nữa thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem nha, với anh em xem nha. Thì nói chung thì anh em gần ở đây á, ở Bình Dương, Mỹ Phước, Bình Chẩn, Thuận An, Thuận Giao gì đó, Dòng Xây, An Phú, hay là ở đâu trên Bình Dương này á, Củ Chi hay đâu cũng vậy, muốn lên mà rủ mình đi bắt cá gì đó thì cứ lên đây cuối tuần chủ nhật. Mình ok với anh em là mình không hứa là chỗ nào có cá nhiều, nhưng mà anh em có đam mê thiện chí thì mình nói chung thì mình không có bán. Nếu anh em nào thích chơi thì cứ lên, mình dẫn đi xúc. Rồi anh em xúc được thì lấy cá bao nhiêu chơi thì chơi, mình không có bắt nữa các bạn. Còn anh em mình thì nếu mà đam mê thì không có gì hết trơn á. Nói chung thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Tuy rằng nó không có cái gì đặc sắc hết,
Nhưng mà cũng mong anh giờ đăng ký cho mình một lượt đăng ký nha các bạn. Đây là những gì mà các bạn thương mình, mong các bạn đăng ký cho mình. Thôi giờ thì chào tạm biệt các bạn nha.